Rồi bên này bắt đầu trà sơn nha mấy bạn ơi. Đó, dán lại nè. Được chưa? Dán nè, sơn lại nè, đó, sơn. Sơn lại nha mấy bạn. Được không? Sơn lại. Sơn xung quanh. Dán lại hết rồi ha. Rồi, bây giờ mình dán thêm cái phần đuôi sau nữa rồi mình sơn lót các bạn ha. Đây là cái phần sơn lót đã xong nha mấy bạn ơi. Giờ bắt đầu mình coi chỗ nào mà nó rò rỉ, nó không huyết gì mình chét nó nha mấy bạn. Đó, như chỗ này nè, thấy không, mình chét vô. Như cái chỗ này nè, đó, mình chét bột vô. Đây, hay cho mấy bạn, đó, chét vô. Chỗ nào mà thủng thì mình chét vô. Đây, cũng như chỗ này ha. Đó, mình chét vào, gà xả cho nó láng. Rồi, đã xong rồi ha. Rồi, mình chia sẻ cho bạn xong cái phần bột chét ha. Rồi, mình cắt clip đây. Rồi, mình đi xong cái phần lót rồi. Bây giờ mình xong. Bây giờ mình đi chét bột hai cái mỏ này. Đó. Rồi mình sẽ làm xong mình quay lại. Quay lại xong rồi mình làm cái clip chia sẻ cho anh em ha. Thử cái tay nghề mình làm có đẹp không nha. Bây giờ mình chà xíu bạn ha. Làm cho nó láng nha mấy bạn. Đó, mình đợi mình rút cho nó láng, mình đã sơn cho nó láng rồi mình sơn lên. Đây chỉ nhắm mình. Thì mình sơn lót thì nó có cái hộp bụi bụi á. Xả xuống.
các bạn ơi.